Rồi tiện tối nay mình làm luôn một cái clip riêng cho cái con Ray-Ban For Sky In này người. Một con Ray-Ban mình đánh giá cũng rất là đẹp và đúng chất hàng sưu tầm nha. Đó thì cái túi cực kỳ mới người. Bên trong thì sẽ có một cái dây đeo người, dây đeo của nó, một cái phiếu mua hàng. Đây mọi người. Cái này là mua hồi năm 95 nha mọi người. Này là năm 19, điền số ở đây nè, 19 chưa tới đầu 2000 đâu, đầu 19 mọi người. Rồi. Đây. Trên đây trong đây thì nó sẽ cái túi này nó sẽ có cái case của nó là người để trong đây, nó lót nhung rồi, rất là đẹp người, bên trong gần như mới người. Con này là một cái con được cất giữ nha người, một cái con được cất giữ nha người, đúng đúng chất hàng sưu tầm. Nếu mà ai yêu thích sưu tầm thì chốt em này về cho người, cũng rất là hiếm. Rồi, mình sẽ quay cho người xem. Để mình lau sơ lại cái này. Con này thì cái trồng cũng không tì vết luôn người. Không tì vết, cực kỳ đẹp luôn người. Trồng gương nha, nó trồng G31DM DM. Rất là đẹp người. Những cái lớp mạ của nó là còn sáng sáng ken luôn người. Rất là đẹp. Mọi người thấy là cái này cái da nó vẫn còn như mới người, như mới luôn. Rất là thích hợp để cho những ai yêu thích sưu tầm nha. Và size con này là size 62 14 người, 62 14. Thấy rõ không? 62 14 để mình zoom cho mọi người xem. Đó, 62 14. Trên đây sẽ là BL Ray-Ban. Đó, rất là sáng rồi, rất là sáng. Rồi để mình bỏ cái lớp này cái này ra cho mọi người xem nó nha. Tháo ra được rồi. Thì nếu mà mình không dùng đi gọi là đi sky in giống như là đi 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 nhảy dù người, đi nhảy dù thì mình tháo ra thôi. Đề cả mình tháo ra mình cất thôi. Đó mọi người đó nè. Này cũng vậy người, này cũng là một cái tháo được. Cái dây này làm cũng khá là xịn người, dây dù cũng khá là xịn. Sao này cứng thế? Rồi ok. Rồi tháo ra người. Thì cái đặc thù của cái trồng G31DM này là cái đường ở giữa này nó sẽ mờ hơn mọi người, nó sẽ gần như là hơi hơi trong người, thấy không? Đó, nó sẽ rậm sậm hơn về về hai 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 mép vậy nè, hai phần trên dưới này. Còn ở giữa thì nó sẽ sáng hơn, nó sáng hơn để cái tầm nhìn trực diện người, cái tầm nhìn thẳng nó rõ ràng người. Con này khi mà tháo ra thì nó là một cái con outdoorman người, con outdoorman gọng chun nha, quá đẹp người. Đây là một cái chồng gương nha mọi người, chồng gương mã là G31DM người. Đây có BL này, Ray-Ban như mới luôn. Con này đẹp lắm mọi người, ai sưu tầm thì có thể hốt con này về, thấy không? Đó. Kính mà mình rọi mình xem là không có một vết xước nào cả mọi người. Trong cũng còn đẹp và ngoài cũng còn đẹp. Và cái gọng cũng còn cực kỳ đẹp mọi người, cái gọng rất là sáng luôn. Thấy không? Ốc mọi người. Đây là mình chưa có lau lại, lau lại. Lau lại là nó sạch rồi, chỗ này bị dơ rồi, bị dơ nè. Mình chưa vệ sinh nữa. Rồi, ở con này thì ở đây mình thấy là có cái BL luôn nè, có chữ BL luôn rồi, thấy không? Đó, đặc biệt của nó là vậy.
những cái con khác thì mình không thấy có người, những cái con ao domain khác mình không thấy có. Một cái dòng rất là VIP như người, mọi người có thể mua cái này về sưu tầm. Mình thích thì mình mang cái này vào, còn không thích thì mình đem cất thôi người. Thấy bên dưới không, bên dưới còn rất là keng luôn, sáng lắm. Con này cái gọng và cái kiến cực kỳ đẹp người, đánh giá cực kỳ đẹp nha. Khi mà lột ra này thì nó là một cái con outdoor man, outdoor man, dòng outdoor. Quá đẹp luôn. Nào, xuất sắc. Rồi ok. Con này 6 triệu người, ai chốt thì liên hệ mình nha. Con này quá trời đẹp luôn. Phụ kiện còn nguyên bản đầy đủ người, thích hợp để sưu tầm quá người. Rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.